đây là cho người bỏ kẹp gối à, không nhầm, quên em loa. Đây nè, 1 2 3. Đây mọi người giới thiệu một dòng loa bọc giả nhung mọi người ạ. À, bọc giả nhung ha, phía trước cái dòng crown rất chi là sang chảnh ở đây. Em cái hàng loa như này lần đầu tiên em thấy luôn mọi người. Đây, nó thiết kế là bộ bát phía bên này. Đầu còn lại là đây là lỗ thông gió nè. Đây là con chép nè. À, đây là cái bộ bản mặt của nó mọi người. Rất đơn giản luôn. Loa thiết kế cực kỳ là basic đơn giản luôn. Đây là chỉnh được bát với chép, âm thanh. Này nó có một đầu ra loa nữa cho mọi người luôn. Đấy, lép ra ở đây, cắm được hãy nhớ luôn nè. Rồi giúp bi luôn. Đó. Rồi, con loa này mọi người á, mua để trưng này kiểu mua về mọi người để trang trí trước trước nhà á, trước nhà để trưng thờ, trưng tủ á. Em đi luôn kệ lắm á. Rồi nếu mà mọi người còn thắc mắc gì